một người đàn ông đang quỳ gối trước bia mộ, hai bàn tay siết chặt và cầu nguyện, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt anh trước khi hòa tan vào trong đất, nơi mà người thầy tuyệt vời của anh bây giờ đang yên nghỉ. Bella Goodman thiên tài lập dị và lời nguyền thế kỷ dẫu vậy, chuyến viếng thăm lần này cũng chẳng phải vì mục đích tưởng nhớ người bạn cũ, thay vào đó chỉ là một sự khẩn cần lòng thương xót từ người đã khuất, không ai khác, người đàn ông đang quỳ gối, chính là Ezebio và trên ngôi mộ khắc tên của vị trí chiến lược gia huyền thoại Bela Gutman từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng Eusebio Sen lẫn những lời cầu nguyện với hy vọng người nằm dưới huyệt sẽ đồng ý giải thoát Benfica khỏi lời nguyền kéo dài suốt 30 năm, không có câu trả lời nào được đáp lại và ngày hôm sau AC Milan đã vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha chung cuộc 10 để đoạt danh hiệu vô địch Cúp C1, chẳng có sự nhân nhượng nào từ Bela Gutman cả và Benfica vẫn là một đội bóng bị nguyền rủa. Đây chính xác là một câu chuyện hoàn toàn có thật trước thềm trận chung kết cúp C1 năm 1990 giữa Benfica và AC Milan được tổ chức tại Viên Áo, thành phố có ngôi mộ của cô huấn luyện viên Bela Gutman, Các CDV đến từ Bồ Đào Nha đã thực sự bị ám ảnh bởi lời nguyền mà nhà cầm quân người Hungary từng đặt ra cho câu lạc bộ vào năm 1962. Đó là thời điểm mà Ezebio mới chỉ bắt đầu bước vào sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của mình, chấp nhận đến thăm mộ Gutman và cầu xin người thầy cũ xóa bỏ lời nguyền đáng sợ kia, nhưng rồi tất cả những thành ý của Eusebio đều bị bỏ ngoài tai. Ngày hôm sau, Raikaos đã ghi bàn thắng duy nhất cho AC Milan, và những câu chuyện về việc Benfica phải chịu đựng một lời nguyền trăm năm vẫn tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ. Sự nghiệp chơi bóng của một vụ công cuộc đời của Bela Goodman đích thực là một chuyến phiêu lưu bất tận. Ông là một kẻ du mục trong lịch sử bóng đá thế giới, một gã lang thang với sự nghiệp huấn luyện trải dài trên ba châu lục và cũng là một một nhà tiên tri xuất chúng, xuất thân từ một gia đình người Hungary gốc Do Thái tại Budapest, cậu bé Goodman từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp của cha mẹ mình, ông Abraham và bà Esther, những giáo viên khiêu vũ. Suốt thời niên thiếu, học nhảy chính là lựa chọn duy nhất của Goodman và đến năm 16 tuổi, ông đã trở thành một thầy giáo khiêu vũ có trình độ tương đối tốt. Đầu thế kỷ 20, khi nền bóng đá Hungary bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, Goodman thực sự bị quyến rũ bởi chai bóng tròn. Chàng Thanh niên gốc Do Thái quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng cách ký hợp đồng với Torek một đội bóng địa phương. Đến năm 1919, Goodman đã gia nhập MTK Budapest và tại đây, ông cũng giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, một chức vô địch quốc gia Hungary vào năm 1921. Đó cũng là một năm tốt lành đối với Goodman khi ông được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, nơi mở đầu cho những trải nghiệm về tính cách bốc lửa và bất cần của người đàn ông này, được lựa chọn để tham dự Olympic 1924 nhưng goodman lại cảm thấy hết sức chán nản về cách làm việc quan liêu của Liên đoàn bóng đá Hungary. Ông cảm thấy tức giận vì số lượng quan chức Hungary đi theo đội bóng với mục đích du lịch còn nhiều hơn cả số cầu thủ và khách sạn của đội tuyển dường như cũng phù hợp để tiệc tùng hơn là việc nghỉ ngơi sau khi luyện tập thể thao. Không thể kiềm chế nổi sự bất mãn của bản thân, Goodman đã quyết định treo chuột chết trước cửa phòng các quan chức ăn không ngồi rồi, đương nhiên, thái độ phản kháng không phải điều gì hay ho trong thời buổi bấy giờ và đây cũng là lần cuối cùng cái tên Bela Gutman xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia Hungary. Đầu những năm 20 ở thế kỷ trước, Miklós Horthy lên nắm quyền đội tuyển và chiến dịch bài do Thái sau đó đã nhanh chóng đẩy Gutman khỏi MTK Budapest, không còn nhiều lựa chọn. Gutman buộc phải chuyển đến Hako Avian Viên, áo, một câu lạc bộ có nguồn gốc do Thái. Khoảng thời gian sau này, ông ông liên tục tham gia những chuyến du đấu khắp thế giới, thu hút hàng ngàn người hâm mộ do Thái ở London, New York. Đây cũng chính là yếu tố xúc tắc quan trọng cho sự phát triển không ngừng nghỉ trong suốt sự nghiệp của Goodman. Năm 1926, huyền thoại người Hungary đã chuyển tới Hoa Kỳ, nơi chứng kiến ông trải qua phần lớn quãng thời gian chơi bóng, lần lượt tại New York Zion, New York Hakoa, New York Soccer Club và Hakoa All-Star. Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng tài chính phố U vào năm nghìn 1929 đã khiến Gutman mất đi nhiều tài sản lớn và không thể tiếp tục theo đuổi phong cách sống hưởng thụ quen thuộc. Đến năm 1932, sau khi Liên đoàn bóng đá Mỹ sụp đổ, Gutman lại phải quay về châu Âu, đầu quân cho đội bóng cũ Hako Avian. Xuất thân là một vụ công chuyên nghiệp, chẳng có gì bất ngờ khi phong cách chơi bóng của Gutman được mô tả là thanh lịch và duyên dáng. Ông đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ, bao gồm hai chiếc vô địch quốc gia Hungary một trong 191.920-192.021 một chức vô địch quốc gia áo 192.425 và cúp quốc, quốc gia Hoa Kỳ 1929. Trước khi chuyển sang công việc huấn luyện ban đầu, goodman được giao phó nhiệm vụ huấn luyện đội bóng cũ Hako viên trong hai giai đoạn 193.335 và 193.738. Xen giữa khoảng thời gian này, vị chiến lược gia người Hungary đã lựa chọn làm việc tại SS. FC Toan khi ấy còn được gọi là Toan Enset, không những giúp cho đội bóng Hà Lan tránh khỏi suốt xuống hàng. Gutman thậm chí còn đưa Toan kết thúc mùa giải ở thứ ba trên bảng xếp hạng chung cuộc chỉ kém nhà vô địch Feyenoord vỏn vẹn hai điểm từ nỗi ám ảnh chiến tranh đến cuộc phiêu lưu trên đất ý sau thành tích vang dội này. Gutman tiếp tục chuyển đến huấn luyện Uipes nơi ông ngay lập tức giúp cho đội nhà đoạt chức vô địch quốc gia Hungary đồng thời giành luôn cả Mitropa Cup cùng năm 1930 một giải đấu ở quy mô khu vực dành riêng cho các câu lạc bộ trung âu khoảng thời gian sau đó chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ và gốc gác do thái đã khiến gutman buộc phải chạy trốn khỏi nước áo những chi tiết chính xác về cuộc tị nạn của gutman không bao giờ được tiết lộ nhiều người nói rằng ông đã chấp nhận sống lần khuất tại thụy sĩ suốt quãng thời gian chiến tranh trong một trang trại khép kín mặc dù vậy có rất nhiều thành viên trong gia đình bao gồm cả anh trai của gutman đều phải bỏ mạng dưới tay đức quốc xã mỗi lần được hỏi về quá khứ kinh Hoàng trong những năm tháng chiến tranh, ông thường trả lời cực kỳ đơn giản Chúa đã giúp đỡ tôi. Những nỗi ám ảnh chiến tranh có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến tính khí thất thường của Goodman. Tuy nhiên, khi đã quyết định trở lại với bóng đá, vị chiến lược gia người Hungary cũng tỏ ra quyết tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ban đầu, là công việc huấn luyện tại Vasas SC, nơi ông trở nên nổi tiếng nhờ việc yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng thanh toán tiền lương cho mình chỉ để trả tiền mua rau, năm 1947 Gutman tới Kispest câu lạc bộ bây giờ đã đổi tên thành Budapest Honvéd SFC. Tại đây, ông trở thành người trực tiếp huấn luyện những nhân tố chủ chốt trong thế hệ vàng của bóng đá Hungary ở thập kỷ 50 bao gồm Sandor Kocsis, Hotzep Bozic, Zoltan Cibor và Ferenc Puskas. Giữa Gutman và Puskas thường xuyên xảy ra những cuộc tranh luận căng thẳng về bóng đá. Để rồi trong một trận đấu gặp dơ, sau khi Puskas cãi lệnh Gutman đưa đồng đội Mihaly Pati vào sân thi đấu nhà cầm quân người Hungary đã quyết định ra đi. Thập niên 40, 50 từng chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ và huấn luyện viên của Hungary đến thử sức trong môi trường bóng đá ý và Gutman cũng không phải ngoại lệ. Sau lần đổ vỡ với Honved, ông lần lượt dẫn dắt Padova và Chiestina để học hỏi về chiến thuật của người Ý. Ngày 11 triệu 111 1953, Gutman được bổ nhiệm trở thành chiến lược gia của AC Milan, nơi ông tiếp tục được làm việc cùng hai người trong bộ ba Grenoli vị đại, bao gồm Guna Nogda Hồ, chân sút đoạt danh hiệu Canonia yêu e vua phá lưới Serie A hai mùa giải liên tiếp và New Lehom, người còn lại là Guna Gren đã chuyển sang khoác áo Genoa ngay trước khi Gutman chuẩn bị đặt chân đến San Siro. Bên cạnh đó, Gutman cũng được dẫn dắt một trong những cầu thủ sáng tạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là huyền thoại người Uruguay, Juan Alberto Schiaffino với tam tấu Nogda Hồ, Lehom và Schiaffino lĩnh sướng hàng Công. Goodman nhanh chóng đưa AC Milan lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu ở mùa giải 195.455, tuy nhiên, đằng sau cánh cổng đóng kín, lại âm ỉ một cuộc chiến giữa nhà cầm quân gốc Do Thái và ban lãnh đạo Rossoneri. Thật bất ngờ, Milan quyết định ra thải Goodman, cảm thấy quá cay đắng, ông phát trước báo giới tôi đã bị ra thải ngay cả khi không phải là tội phạm, cũng không hề đồng tính, chính bởi sự kiện này mà từ đó về sau, Goodman luôn luôn yêu cầu hợp đồng của mình phải có thêm một điều khoản thống rằng nếu như đội bóng xếp đầu bảng thì ban lãnh đạo không được phép sa thải ông. Đội bóng của những kẻ lưu vong trải qua chuyến du lịch dài ngày ở Italia, Bella Goodman quay trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Honvet lúc này đang sở hữu những tài năng thượng thừa của nền bóng đá Hungary như Puskas, Zoltan Sieber, Sandor Kocsis, Josep Bozic, Laszlo Budai, Gwila Loren hay Gwala Grozic năm 1956, Honvet giành quyền tham dự cúp C1 châu Âu, chạm trán Athletic Bilbao, đội bóng của huấn luyện viên Gutman để thua 23 trong trận lượt đi ở xứ nhưng rồi trước thời điểm diễn ra trận lượt về, cuộc cách mạng Hungary đã sụp đổ, quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát đất nước Trung Âu trong bối cảnh các cuộc giao chiến diễn ra liên miên tại quê nhà, ban lãnh đạo Honvéd buộc phải tiến hành tổ chức trận lượt về tại sân vận động Hizen, Bỉ. Tình cảnh bi đắp tới mức thủ môn Lazos Farago dính chấn thương khi đang thi đấu, đội bóng hết người thay thế và Jonathan Siber buộc phải đeo găng tay và đứng trước khung thành. Kết quả, tỷ số hòa 33 chung cuộc không đủ để thầy trò Goodman đi tiếp. Đội bóng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi các cầu thủ không muốn quay trở về quê hương nhưng đồng thời phải đối mặt với án phạt trục xuất khỏi giải quốc nội. Chưa kể, cơn khủng hoảng tài chính cũng đang đè nặng lên cả tập thể Honest trước vô vàn áp lực xung quanh. Họ đành quyết định tham gia một chuyến du đấu nhằm mục đích gây quỹ tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý rất nhanh chóng, chuyến phiêu lưu này bị phản đối mạnh mẽ bởi cả FIFA và Liên đoàn bóng đá Hungary, lúc này cũng đang bị kiểm soát bởi chính quyền Xô Viết. Thế nhưng, thầy trò Gutman vẫn tiến hành công việc của mình. Tại Tây Ban Nha, đội bóng đã đánh bại Bác xa với tỷ số 43 và cầm hòa Real Madrid 55. Do không chấp nhận tuân theo những yêu cầu từ phía FIFA nên Honved phải đối mặt với nguy cơ giải thể. Trong bối cảnh trên, Liên đoàn bóng đá Mexico đã đồng ý cho câu lạc bộ một suất tham dự giải vô địch quốc gia nước này để tị nạn nhưng rồi họ quyết định từ chối thay vào đó thầy trò huấn luyện viên Goodman tới Brazil để tham dự một giải đấu quy mô nhỏ hơn cùng Flamengo và Botafogo thực tế vị chiến lược gia sinh năm 1899 từng đặt chân đến Nam Mỹ từ mùa hè năm 1930 khi đi du đấu cùng hako onsta nhưng bây giờ ông phải quay lại mảnh đất này theo một cách hoàn toàn khác bên cạnh những siêu sao bóng đá Hungary đang bị lưu đày nơi đất khách quê người sau một thời gian ngắn FIFA cuối cùng đã tuyên bố sự tồn tại của đội bóng là bất hợp pháp và cái tên hon vét nhanh chóng bị xóa sổ qua đó chấm dứt số phận của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Hungary toàn bộ các thành viên đều quay trở về châu Âu và tìm kiếm tương lai trên những sân cỏ mới ngoại trừ Goodman người tiếp tục tìm thấy ngôi nhà mới trong cái nóng của sao Paulo mùa giải 195.758 nhà cầm quân người Hungary giúp câu lạc bộ đoạt danh hiệu Paulista vô địch bang Sao Paulo nhờ công thức chiến thuật 424 lừng danh của mình. Hệ thống này sau đó đã tiếp tục được DT Brazil áp dụng để giành lấy chức vô địch chuôn cấp 1958. Mặc dù gặt hái được những thành công vang dội, nhưng Guzman vẫn không muốn dừng lại. Rời Nam Mỹ, ông tiếp tục đặt chân đến Bồ Đào Nha, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Porto. Thời điểm Guzman đến Porto, đội bóng này vẫn còn kém Benfica. Benfica tới 5 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng đến cuối mùa, họ đã vượt lên đối thủ để giành chức vô địch chung cuộc vinh quang cho Benfica và lời nguyền thế kỷ những thành công vang dội tại Hungary, Brazil và Bồ Đào Nha dần dần giúp cho Bela Gutman định hình được di sản chiến thuật của mình. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm giúp Porto đăng quang, nhà cầm quân gốc do Thái lại quyết định lựa chọn chuyển sang dẫn dắt Benfica, đội bóng mà chính ông vừa đánh bại trước đó một mùa giải. Mặc dù vậy, quyết định này cũng chưa chưa thể gây sốc bằng việc Goodman sa thải cùng lúc hơn 20 cầu thủ ngôi sao hàng đầu trong đội hình Benfica và thay thế họ bằng những tài năng từ đội trẻ, sau đó là phần cuối cùng của trò chơi lắp ghép, trong một lần đi cắt tóc với tuyển trạch viên người Brazil Jose Carlos Bauer, vị chiến lược gia người Hungary đã được giới thiệu về một thiếu niên nhanh như chớp đang chơi bóng ở Mozambique có tên là Ezebio, ngay lập tức Goodman bay đến Mozambique để ký hợp đồng với mẹ và anh trai của cậu bé đến từ châu phi phần còn lại hoàn toàn là lịch sử với báo đen biệt danh của ezebio sắm vai mũi nhọn cao nhất trong đội hình cùng mario coluna chơi lùi sâu hơn Goodman đã thực sự tạo nên một tập thể tấn công đẹp đẽ và lãng mạn nhất mà thế giới bóng đá từng được chứng kiến khi ấy triết lý của ông đơn giản là tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cách đối thủ ghi bàn bởi tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn hơn họ bella Goodman giúp benfica đoạt hai hai chiếc vô địch quốc nội liên tiếp ở mùa giải 195.960 và 196.061, cũng như một danh hiệu quốc quốc gia Bồ Đào Nha 196.162. Tuy nhiên, thành tích huy hoàng nhất phải là hai chiếc cúp C1 vào các năm 1961 và 1962, sau khi Benfica lần lượt đánh bại Bắc Sa 32 và giành chiến thắng 53 trước Real Madrid ở hai trận chung kết lịch sử. Cần phải nhấn mạnh rằng, đây là một thời kỳ mà Real đang hoàn toàn thống trị châu Âu. Chính bởi vậy, kỳ tích của Goodman với những cầu thủ trẻ thực sự đáng kinh ngạc. Thời điểm kết thúc trận chung kết cúp C1 năm 1962, người ta đã chứng kiến Puskas siêu sao bên phía đội bóng Hoàng gia là một học trò cũ của chính Goodman. đổi áo cho tài năng trẻ Ezebio bên phía Benfica, một hình ảnh gần như mang tính chuyển giao quyền lực giữa hai thế lực bóng đá cũ và mới kết thúc trận chung kết năm 1962 hai Goodman đề xuất ban lãnh đạo Benfica tăng lương cho mình như một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, nhưng rồi yêu cầu này cuối cùng lại bị từ chối một cách thẳng thừng trong suốt cuộc đời. Với tính cách nóng nảy thường trực Goodman đương nhiên chưa bao giờ chấp nhận nể nang một ai và lần này cũng vậy. Trước khi nói lời chia tay đội bóng, ông đã để lại một lời nguyền trong vòng 100 năm nữa. Benfica sẽ không bao giờ vô địch được cúp châu Âu, Eusebio và Goodman người đặt nền móng cho bóng đá tổng lực trên thực tế. Việc từ chối tăng lương có lẽ không phải lý do duy nhất khiến Goodman Man rời Benfica, tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn thực sự nối tiếp cho câu chuyện giữa nhà cầm quân người Hungary và Eusebio, hai huyền thoại lẽ ra đã có thể giúp Benfica thống trị châu Âu thêm một thời gian dài nữa không còn cảm thấy hứng thú với châu Âu, Goodman từ chối những lời đề nghị từ Bồ Đào Nha và Anh Quốc rồi lại chuyển đến Nam Mỹ. Lần này, ông lựa chọn Uruguay, dẫn dắt Penarol, đây cũng chính là nơi chứng kiến Goodman giành được danh hiệu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên, một chức vô địch giải quốc nội Uruguay. Khoảng thời gian về sau, Bela Goodman còn làm việc tại khá nhiều đội bóng trước khi trở về Porto và giải nghệ nghiệp huấn luyện năm 1981, ông qua đời ở tuổi 80. Hay, là một con người có tính khí hơi nóng nảy thất thường, thậm chí hơi lập dị nên những phát kiến chiến thuật của Goodman thường bị lu mờ bởi nhiều câu chuyện rắc rối xung quanh cuộc đời ông. Mặc dù vậy, trong trường hợp phải đánh giá một cách trọn vẹn và khách quan nhất, người ta có thể hiểu rằng Goodman chính là một nhà tư tưởng vĩ đại đã mang đến những chất xúc tác nền tảng cho việc phát minh ra bóng đá tổng lực sau này. Ngay từ những năm 30, Goodman đã biết cách thay đổi vị trí giữa các cầu thủ nhằm tạo nên sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật vận hành lối chơi. Thậm chí, nhà cầm quân người Hungary còn là người đầu tiên áp dụng vai trò số 9 ảo, một vị trí chưa từng xuất hiện vào lúc bấy giờ cho đến thời điểm hiện tại. Ngay cả khi bóng đá thế giới đang liên tục phát triển và thay đổi không ngừng, thì nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới vẫn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những nền tảng chiến thuật cũ của người Hungary, cụ thể là do Gutmann để lại tiêu biểu như bác xa dưới thời Pep Guardiola chẳng hạn trong bóng đá hiện đại, việc một huấn luyện viên viên sở hữu quyền lực tuyệt đối cũng không phải điều gì quá bất bình thường, điển hình như Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho, một đặc điểm giống hệt như Goodman trước đây. Để nói về Bella Goodman, người ta có thể sử dụng rất nhiều mỹ từ khác nhau từ cuốn hút người tiên phong, một phù thủy, cho đến kẻ du mục, kẻ lang thang hay thiên tài cũng chẳng quá quan trọng bởi sự thật thì vị chiến lược gia gốc do Thái vẫn là một trong những người tiên phong vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới, nhưng lại vô tình bị lãng quên giữa biết bao câu chuyện kỳ lạ. Đến tận bây giờ, lời nguyền nổi tiếng mà Goodman từng dành cho Benfica vẫn còn nguyên tác dụng. Sau khi Goodman rời khỏi phòng học câu lạc bộ, Benfica đã 7 lần lọt vào các trận chung kết châu Âu 1963, 1965, 1968, 1983, 1988, 1990, 2013 và đều phải nhận thất bại cay đắng. Một thiên tài sở hữu tính khí nóng nảy và lập dị như Bela Goodman tất nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tha thứ cho những kẻ từng dám làm tổn thương mình, chính bởi vậy những lời nguyên dụ mà Benfica đang phải gánh tự chắc chắn sẽ còn trở thành ám ảnh đối với người Bồ Đào Nha trong một thời gian rất lâu nữa. Lược dịch ESTTPI NBE a com euina 201453 bela